Đây, giả sử là chữa một trong hai cái này nhá. Hiện tại bạn test visa, được chưa? Hiển thị là 7.000 lần, tiếp cận là 5.000 người, tần suất là 1,48%. Vậy mình hỏi này, mỗi người nhìn thấy, à quên, bao nhiêu phần trăm lặp lại quảng cáo? Cần câu này. Rồi, đầu tiên nhìn vào phát biết ngay bạn này. Bạn này cũng nhìn thấy cái chữ gì không ạ? Post, báo cáo, à, báo, báo quá báo. Bạn này là xét quảng cáo bằng cái nút quảng cáo dưới phần bài viết ấy, thì gọi là xét quảng cáo post. Vì vậy khả năng bạn này sẽ không làm đúng kỹ thuật mà chúng ta đã học. Một chiến dịch, một nhóm quảng cáo, một bài viết có đúng kỹ thuật mà chúng ta làm không? Không thì thôi, chuyển sang người khác luôn. Phụ kiện đồ da. Đây, giả sử là chữa một trong hai cái này nhá. Hiện tại bạn test visa, được chưa? Hiển thị là 7.000 lần, tiếp cận là 5.000 người, tần suất là 1,48%. Vậy mình hỏi này, mỗi người nhìn thấy, à quên, bao nhiêu phần trăm lặp lại quảng cáo? 48% tổng những người tiếp cận ở 5.000 người đã nhìn thấy quảng cáo lần số 2, hiểu chưa? Cái con số mà 48 này này, thì chúng ta hiểu là à, đây là 48%, còn đây là 20% này này, đây là 46% này này. Khi hiển thị được 7.000 người thì có từng này người nhấp vào quảng cáo và CTR là 4,69%. Giá mét này là 15.000. Bây giờ bạn này bán sản phẩm giá 169k, giá mét là 15.000 thì được chưa đã? Bạn này chạy hết 666.000, chốt được 6 đơn, tổng mỗi đơn mất 110.000. Rồi đúng là 169.000. Thế thì nó có bài toán hay để mình phân tích rồi. Đây mình hỏi này, 169k thì là thị trường lớn hay thị trường bé? 169.000 lớn cái gì? À đúng rồi, lớn đúng. Hiện tại bạn đang target vào quần áo, được chưa? Du lịch, giày dép, lái xe. Bạn xem du lịch cũng khá ok về phần target, tức là biết về phần target. Tức là về target này, mình quay lại chỗ về phần target. Đây là cấp bộ số mấy nhỉ? Số 3, đúng không? Độ tuổi 25 đến 45 được chưa? Đến phần quảng cáo nhá. Xem trước. Rồi, giảm giá còn 160.000 đồng. Dây lưng xứng tầm thương hiệu Việt, được thiết kế sản xuất bởi 100% da bò tự nhiên. Bò này là bò giả. Nói chung là cũng ok, nếu mà xem màn hình máy tính thì quay dựng rồi ánh sáng khá ok rồi. Chúng ta quay lại cái phần bài của bạn đấy. Xem một chiến dịch này. Xem là bạn này gặp khâu đấy nhá. Tổng 42 tin nhắn. Khâu giá nhắn tin, giá một người nhắn tin là 15.000, ổn chưa đã? Ổn rồi. Tức là khâu 1, khâu 2 không gặp vấn đề. Tức là khâu hiển thị và khâu content chưa gặp vấn đề, đúng không? Tiếp theo nhá. Bắt đầu đến khâu quan tâm, xong đến khâu chốt sale cuối cùng, khâu đơn này. 42 tin nhắn chốt được 6 đơn. Các bạn lấy 6 chia cho 42 thì nó ra tỷ lệ chốt sale là 14%. Cao hay thấp? Tỷ lệ chốt sale những cái sản phẩm rẻ như này này, nó khoảng tầm, ít nhất nó phải tầm 25-30% trở lên. Bây giờ chúng ta làm bài toán này. Nếu bạn này nâng tỷ lệ chốt sale từ 14% lên được 30% mà giá tin nhắn vẫn như thế này, thì điều gì xảy ra nhá? Thấy chưa? 42, chúng ta lấy 42 nhân với 30%, bạn này sẽ chốt được 12 đơn ở đây, hiểu chưa? Nếu bạn này nâng được tỷ lệ chốt sale lên từ 14% lên 30% thì ở chỗ này sẽ là 12 đơn. Vậy thì 600 chia cho 12, 664 chia cho 12 bằng 55.000 một đơn, thỏa mãn được điều kiện lãi chưa? Bây giờ có 42 tin nhắn và nếu chốt được 6 đơn thì tỷ lệ chốt sale đang là 14%, hiểu chưa? 6 chia cho 42 mà. Bây giờ target chính xác khách hàng chưa đã? Video ổn rồi đúng không? Giá mét cũng ổn rồi đúng không? Tức là khâu target không gặp vấn đề, mà nó gặp vấn đề khâu chốt sale. Thì bây giờ bạn sẽ phải nâng lên được 30%. 30% tương đương với 12 đơn. 6. Ở đây là đang, ở chỗ này đang 110.000 một đơn. 110.000 một đơn. Rồi, nếu chạy như này lỗ hay lãi? Giá bán là 169 mà bán ra là chi phí quảng cáo mất 110.000 lỗ. Bây giờ nếu chốt được lên như thế này thì bây giờ cũng là 600.000 này, chia cho 12 đơn thì sẽ là ra 55.000 trên một đơn. Thì bây giờ là 169 trừ đi 55.000 tiền quảng cáo, trừ đi tiền cốt, tức là tiền nhập sản phẩm bằng N, thì câu hỏi là lãi chưa đã? Lãi chưa? Cái phí này chắc làm mất 40.000, 50.000. Cứ cho nó 50.000 đi. 50.000 tới tương tương chuyển hóa.
được chưa? Bạn này đang làm một mình, không chính chi phí vận hành luôn. Tức là bạn này lãi đâu đó khoảng tầm bao nhiêu? Khoảng tầm 60.000. Chắc chắn là không free ship. Chuyển hoàn cứ cho 10%. Giả sử như thế. Hiểu không chưa? 10% tức là chủ đi 69.000. À quên, 169 nhân với 17.000. Thì tức là bạn này lãi khoảng tầm, nếu mà chủ chuyển hoàn rồi khoảng tầm 50.000 trên một đơn. Thì được chưa? Thế bây giờ chốt cho bạn này là bạn này cần làm cái gì? Đúng rồi. Chốt sale làm sao nâng được 14%, ít nhất lên phải được 20-25% thì bắt đầu là sinh lời. Còn lỗ ở đây là lỗ không biết chốt sale. Chứ còn tin nhắn là 15.000 là ok lắm rồi. Ok chưa? Cái số 1, bao nhiêu người đồng ý tuổi anh ấy không sai, comment số 0. Tuổi sai, comment số 1. Tuổi không sai, cho rằng anh ấy tuổi không sai thì được số 0, còn target đương nhiên nó sai. Bởi hôm qua mình cho các bạn làm như thế này. Rồi, bao nhiêu người đang trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi ở đây thì comment số 2 xem nào. 18 đến 24 tuổi ở đây comment số 2. 18 đến 24 comment số 2. Nhìn thị trường nhá. Rồi, những người comment số 2 có bao giờ mua thuốc mát gan để uống không? Có hoặc không, comment chữ có hoặc không. Hay là hút thuốc lá với uống bia vào cho nó phê hơn. Rồi đấy, anh nhìn thấy chưa? Theo lý thuyết chúng ta nghĩ rằng những người 20 tuổi này, người ta bị mụn, lưng mụn mặt, người ta phải uống thuốc mát gan thì là đúng. Nhưng theo lý thuyết thì nó cứ thích như thế đấy. Mụn nó mới men lì. Hiểu không chưa? Ví dụ như thế. Đây này toàn họ là không như thế. Hiểu không chưa? Và đây là giả sử họ có mụn đấy. Thế tức là độ tuổi mình sai, nên mình sai hết. Mát gan, cái độ tuổi nào thì gan bắt đầu bị hỏng và cần phải uống. Nếu không uống thì mày đăng xuất. 60 mới uống thì chết bố nó rồi. Xương mốc lên rồi. 35-40 là đẹp. Hiểu không chưa? Anh hiểu không chưa? Inside mình không nhìn thấy thì làm sao mà mình bán được cho hàng. À, tiếp theo nhá. Chúng ta xem cái video thử xem nào. Ở đây thì cái lỗi trong quảng cáo là quảng cáo này nó chưa tiêu hết sạch tiền, nên là bài số 2 thì nó cũng chưa tiêu tiền. À, bài số 1 nó chưa tiêu tiền nên chúng ta chưa biết được bài số 1 hay hơn hay bài số 2 hay hơn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Facebook đang định hướng cho anh này là tiêu bài ảnh nhiều tiền hơn. Tức là bài ảnh của anh này được tiêu nhiều tiền hơn bình thường. Được chưa? Bạn sẽ hối hận. Ghê thế. Bạn sẽ hối hận này. Thử. Đây là video này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bài viết của anh đấy. Bài viết đây. Bài viết đây. Nhớ tí nữa lấy cả những cái này về nhá. À đấy, bắt đầu nhìn thấy có cái mấy cái hài hước rồi đấy. Rồi. Bây giờ đầu tiên đây chạy hình ảnh hay video đã. Bài này được tiêu nhiều tiền nhất. Hình ảnh. Rồi thì đối chiếu trong hình ảnh này được mấy chữ? Được mấy chữ ở trong này? Được mỗi chữ biết. Chả được chữ gì. Chúng ta sẽ quay lại chữ quay lại chỗ tài khoản quảng cáo của anh đấy xem mà có tin nhắn không đã. Có tin nhắn không đã xong phán tiếp. Có 2 tin nhắn, có 3 tin nhắn, trung bình là 50.000 trên một tin nhắn. Sản phẩm này chúng ta chưa biết bao nhiêu, chúng ta xoay luôn nhá. Chúng ta xoay luôn là tin nhắn nó đến từ tuổi nào nhá. Tí là chúng ta sẽ xoay được. Đây độ tuổi đây. Đấy anh nhìn thấy chưa? Này, dạ. Toàn trên 35 tuổi nhắn tin là 36.000 một tin nhắn. Đây là ví dụ như thế. Còn quảng cáo của anh CTR là 7%. Từ Đừng. CTR của anh 7% nhưng sao giá mét của anh là 50.000 bởi vì anh chạy ảnh. Anh chạy ảnh nên người ta click vào từng ảnh người ta xem. Đây này, người ta click như này này. Đấy, người ta click vào từng ảnh người ta xem. Nên CTR nó sẽ cao. Hiểu chưa? Nên CTR nó sẽ cao. Nhưng người ta click xong người ta lại thoát ra ngoài, người ta không bấm nhắn tin. Hiểu chưa? Vậy thì chạy ảnh ở trong trường hợp này là đúng hay sai, tại sao? Sai. Sai, tại sao? Vì nếu không truyền đạt được thông tin cụ thể hơn, làm người ta mua cái áo với người ta mua một cái sản phẩm liên quan đến thuốc thì người ta mua cái gì? Mua cái áo là người ta mua cái sản phẩm, mua cái thuốc là người ta mua cái gì? Đúng rồi, mua niềm tin. Thì quảng cáo này không có niềm tin.
đến 3 tin nhắn kia anh không chốt được đơn. Đúng không? Đúng rồi ạ. Thì hiểu chưa? 3 tin nhắn anh không chốt được đơn bởi vì người ta không tin. Người ta câu đầu tiên người ta hỏi giá, câu số 2 là say goodbye luôn. Thì hiểu chưa? Ít nhất thì nó phải hỏi được là ít nhất khách hàng nó phải bảo là gan của tao ung thư giai đoạn cuối rồi, thuốc không có chữa được không? Ví dụ như thế. Nhưng đây là câu đầu tiên hỏi giá, câu số 2 anh có mua không? Không thèm nhắn tin lại. Thì hiểu chưa? Nó giống như đi xin việc. Đây là hai thằng xin việc. Một thằng xin việc nhá. Thì trước khi nó ra giá cái xin việc của nó làm bộ phát: em muốn lương 10 triệu. Đây, đây này. Em muốn lương 10 triệu. Có thuyết phục không? Làm sao mà thuyết phục được? Nhưng một cái thằng khác nó vào, nó bảo là em từng làm cho thầy Chu Minh Anh, em từng có doanh số 1 tỷ và lương của thầy Chu Minh Anh đang khoảng tầm 30 triệu. Nhưng em thấy xa nhà quá, chỗ anh gần nhà em, em muốn về làm cho anh và em mong muốn mức lương của em là khoảng tầm 10 triệu. Được không anh? Cô đấy có được không? Nó giới thiệu trước, nó cho ông biết trước là tôi làm cho ông Chu Minh Anh doanh số như thế này, ảnh tiền tỷ đây. Bắt đầu nó mới bán hàng. Thì ảnh là đang sai vì ảnh không có đủ niềm tin. Nhưng mà cách làm bài tập thì đúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp là video thì sao, video của anh đấy thì sao. Nếu là video thì sao? Nhà hàng, cửa hàng siêu thị, khách sạn cũng dễ dàng. Cái này không cần cảnh tranh đâu. Người hàng đồng tiền chỉ có cả 2 lít thôi. Nhà hàng không có đâu, cũng nhập công số lượng lớn cửa hàng. Giá không nhất thị trường, giúp tặng 20 để cho anh cho tôi. Rồi, đây là giống kiểu tuyển sĩ tuyển đại lý à? Vâng ạ. Mở lại tạp đạo đóng. Bây giờ giả sử cái đấy là tuyển sĩ tuyển đại lý thì chắc là cũng không có người mua. Bởi vì sao? Content đấy mang thông điệp gì? Content đấy có thông điệp đấy nhá. Đúng rồi, xem chỉ giải trí thôi, còn làm sao mà tạo ra cơ hội mua hàng được. Nhưng cái đấy để làm cho người ta biết đến mình là được, bởi vì mang tính chất giải trí là được. Nhưng những cái đấy mà đem đi bán hàng thì không. Bây giờ mình phải đặt mình vào là người tuyển sĩ, là người là đại lý đang đi tìm, mình là người kinh doanh đang đi tìm đại lý. Thì lợi ích mà mong muốn đại lý đưa cho mình là gì? Là gì? Giá. Nhưng mà bây giờ nhá, tìm một thằng là có cái sản phẩm tương tự như là sản phẩm Margan ấy rồi dễ hơn, hay là tìm một thằng chưa kinh doanh xong rồi định hướng cho nó bán cái sản phẩm ấy dễ hơn? Thằng chưa kinh doanh. Vậy thì người chưa kinh doanh người ta cần điều gì? Thì tôi mới giao phó cuộc đời của tôi, là tiền của tôi cho anh kia. Cần điều gì? Gì? Hỗ trợ nhau như thế nào? Chính xác. Mình phải hướng dẫn người ta kinh doanh cái sản phẩm đấy. Mình phải sâu được một tháng là bán được bao nhiêu đơn, ngày bao nhiêu đơn, bao nhiêu tiền. Rồi đại lý cấp dưới của mình có hạnh phúc hay không? Thì lúc đấy nó xin chết mình. Hiểu chưa? Tuyển sĩ khác. Tuyển sĩ là vẽ ước mơ. Cứ mơ đi. Còn tôi sẽ là người thực hiện ước mơ cho bạn. Thì hiểu chưa? Thế các bạn là sửa may, các bạn là người giống như anh đấy là tuyển đại lý sơn, đại lý mẹ gì đại lý. Các bạn tuyển nhân sự. Nếu các bạn hướng dẫn người khác kinh doanh và sâu được thành quả, hướng dẫn từng người thì liệu người ta có muốn kinh doanh cùng với bạn không? Thì hiểu chưa? Vì vậy là phải cho đi trước thì mới nhận lại sau. Ok chưa? Hôm nay anh có hai bài học, và hai bài học này rất hay. Bán lẻ cũng được, mà bán buôn thì vẫn bán được. Thấy không chưa?